xin gia đình chúng ta mỗi người nhận một cái ghế chúng ta ngồi nhận và xin gia đình chúng ta nhận lấy một cái ghế chúng ta ngồi. Vì các ông các bà không cùng với cháu với chúng con thì tất cả các nghi thức thì các bà cứ ngồi không cần phải đứng nữa. Thì là xin cái cộng đoàn chúng ta đặc biệt là đại gia đình của chúng ta đó tất cả hy sinh ra đến đây tham dự là nghi thức và là tế lễ cầu nguyện cho bà cùng Maria của chúng con. Mình xin tất cả mọi người chúng ta không có nghi thức ở trong này và xin gia đình chúng ta không nghi thức ở trong này nữa và xin tất cả chúng ta có điện thoại xin và thánh thần. Được sinh ra và cũng sẽ chết đi, nhưng con người chúng ta không như những con vật, không phải chết là hết mà vẫn còn sự sống ở đời sống mai sau, đời sống bên kia. Nhưng thưa cộng đoàn, đối với con người chúng ta sống trên trần gian chắc chắn có những lỗi lầm, thiếu sót, thiếu núi đối với trời cao, đối với anh chị em, đối với người thân của chúng ta, nên cần cái sự thương xót, đặc biệt là sự tha thứ của mọi người để cho chính con người ấy được bình an và nhắm mắt một cách nhẹ nhàng ra đi. Đối với người Công giáo chúng con dâng thánh lễ để xin ơn của trời cao tha thứ mọi lỗi lầm cho cụ Maria đây, để cụ được trở nên trong sạch. Giống như khi chúng ta lao động chúng ta bẩn thì chúng ta cần phải tắm, thì chính thánh lễ đây cũng là tẩy sạch tất cả nơi cũ những cái lỗi lầm thiếu sót để phụ về hưởng tôn nhan Chúa, về cùng với tổ tiên và cùng ở trên thiên đàng nhìn thấy con cháu, sự hy sinh của con cháu như thế này chắc chắn cụ mãn nguyện và cụ rất là vui vì nghĩa cử của tất cả con cháu đã dành cho cụ một tình cảm đặc biệt này. Xin ơn của trời cao chúc lành cho cụ, đặc biệt cho cụ về hưởng tôn nhan Chúa, và xin trời cao cũng tiếp tục chúc lành cho tất cả con cháu mọi người đang hiện diện nơi đây để đón nhận được bình an, đón nhận được niềm vui, đặc biệt đón nhận được chuẩn bị trong những ngày lễ Giáng sinh của chúng con, cũng như chuẩn bị đón nhận năm mới được an lành, được bình an trong thân nghĩa. Và còn là những nguyện ý cầu nguyện cho cháu Thảo tại đây giáo họ Đồng Phú cũng vừa mới được Chúa gọi về. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta, để những ước nguyện trên cộng đoàn chúng ta thành tâm thu lộ tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành hồ nguyện thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc
với các người Chúa tròn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người ở sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thu muôn đời. Amen. Tôi biết rằng Đấng bên tôi vẫn sống bởi chức sách đó. Tôi bây giờ ông Gióp lên tiếng nói: "Ôi, những lời tôi nói đây phải chi có người chép lại, phải chi có người đi vào sắt, có người đục bằng sắt, chạm bằng chì, tạp vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng Đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi ra tôi thấy đây bị tẩy hủy, tiêu hủy thì vẫn tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người. Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Đó là lời Chúa." Chúa chân quay tôi, Chúa chân quay tôi, Chúa đưa
Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Và vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì thì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, và mai có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được lên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngôi nhà nghĩa là nơi đó có sự tình thương,
sống cùng với nhau, yêu thương, quan tâm và đặc biệt là hy sinh cho nhau, đó mới thực sự là ngôi nhà. Vậy thưa cộng đoàn, ngôi nhà không chỉ để ông chẳng ông hẳn cứ và là cùng huyết thống, ông hẳn cứ cùng một gia đình hay cùng một dòng giống với nhau trở thành ngôi nhà. Ví dụ như các sơ đây là những người đi tu ở tất cả mọi nơi, mọi miền hay nhiều màu da cùng sống chung với nhau nhưng có sự yêu thương, đồng hành, nâng đỡ nhau và ngôi nhà đó trở thành ngôi nhà dòng của tình yêu thương, tình bác ái. Nên đôi khi trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có những ngôi nhà là ruột thịt, là anh em, là dòng máu với nhau. Thực sự không phải là ngôi nhà vì tranh chấp nhau, vì đôi khi hận thù nhau, vì đôi khi là đôi có những cái chuyện là nơi đời sống không phải là ngôi nhà nữa mà là trở thành cái lò hỏa ngục, nơi đó là cho con người sống với nhau trở thành những chiến tranh lạnh. Vậy thưa cộng đoàn, ngôi nhà là gì mà hôm nay bà cụ Maria của chúng ta sống 100 năm rồi hôm nay đã trở về ngôi nhà của mình? Ngôi nhà là người Công giáo chúng con tin, ngôi nhà đó có Chúa là Cha, có người con là Chúa Giêsu, người con mà đang đứng giữa để chuộc tội cho nhân loại, và có một đấng gọi là Thánh Thần, ba trở thành một, yêu nhau đến nỗi không còn riêng tư nữa mà trở thành một trong đời sống, một trong tình yêu nên một với nhau. Vậy thì hôm nay bà cụ của chúng ta đây chết là trở về ngôi nhà mà có người là Cha yêu thương và tạo dựng, đặc biệt là cho bà cụ đã sống 100 năm ở trên dương gian này trở về nhà của mình. Vậy thưa cộng đoàn, nhà của bà cụ ngày hôm nay tràn ngập cái niềm vui, tràn ngập bình an, tràn ngập hạnh phúc vì có Thiên Chúa là Cha và trở nên một trong đời sống của bà cụ. Thưa cộng đoàn, điều này chia sẻ với cộng đoàn thêm để cộng đoàn nhìn nhận thấy cái giá trị nơi đời sống của chúng ta, nhất là cái giá trị thiêng thánh nơi con người của chúng ta. Tất cả đất nước Việt Nam hay Á Đông của chúng ta đều tin có trời, trời sinh ngôi, trời sinh cỏ, trời ban cho chúng ta những cái điều này điều khác, và đặc biệt nơi con người của chúng ta có sự thiêng thánh đặc biệt. Vậy thưa cộng đoàn, đối với người Công giáo hay không phải Công giáo đều tin có đời sống mai sau, đều tin sau cái chết là một nơi đặc biệt. Đối với Phật giáo thì gọi là suối vàng, hay cộng đoàn chúng ta, ông bà của chúng ta đây, chúng ta tin là khi các ngài chết là trở về với tổ tiên. Chúng con thì tin có ông trời, có Thiên Chúa là Cha, và vừa rồi con chia sẻ với cộng đoàn, bà cụ sẽ trở về nhà Cha, nhà mà tình yêu thương chan hòa hạnh phúc. Thưa cộng đoàn, con cũng nhìn nhận thấy điều đấy nơi đời sống của bà cụ đây. Bà trở về nhà, bà đã sống trong ngôi nhà mà tất cả đại gia đình con cháu ngày hôm nay đón và kiến đưa bà cụ với một cái tình nghĩa cử thật cao đẹp. Đây là một ngôi nhà thật hạnh phúc cho bà cụ. Đối với người Công giáo, tin là về với ông trời, về với Chúa, tin về với tạo hóa và rất là đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ngày Tết, những ngày đặc biệt thì vua Chúa ngày xưa thường lên tế đàn Nam Giao để cầu xin trời ban phúc lành cho đất nước Việt Nam. Vì đất nước Việt Nam ta tin có ông trời, còn đối với đạo Công giáo chúng con tin đó là ông trời, đó là đấng tạo hóa, đó là Thiên Chúa đã yêu thương ban phúc lành. Và điều thứ hai muốn chia sẻ với cộng đoàn mà chính bà cụ ngày hôm nay trong suốt 100 năm đã xác tín rằng đối với bản thân cụ, chết không phải là hết. Đối với chế độ cộng sản hay chế độ vô thần, họ không tin có thần thánh. Nhưng thưa cộng đoàn, đối với con người chúng ta, chắc chắn chết không phải là hết mà là đi vào một cõi sống. Nên các cụ chúng ta thường nói qua đời. Qua đời nghĩa là qua đời này, bước vào đời sau. Băng hà nghĩa là băng qua cái con sông từ bến bờ bên này, bước qua con sông để đến bến bờ bình an ở thế giới bên kia. Vậy thưa cộng đoàn, cái giá trị nơi đời sống của chúng ta đây, nhất là nơi đời sống của
bản vẫn nhìn nhận thân xác của con người có cái giá trị đặc biệt, nên không ai dám đụng chạm với mộ mả của người khác. Đặc biệt bản thân con mới đi vào trong Đà Lạt, Đà Lạt có nghe một câu chuyện nói rằng ở đó có hai ngôi mộ. Khi mọi người muốn chuyển ngôi mộ đó đi, đưa máy múc máy đào vào, thì vào đến nơi thì cái máy đó bị chết máy và bị hư hại. Nghĩa là những người làm đó họ không muốn đi, nên đã ít nói đến cái giá trị sự thiêng thánh của con người chúng ta hơn tất cả mọi loài khác. Có cái giá trị là đối với người Công giáo gọi đó là linh hồn, nên linh hồn của con người rất là cao trọng. Nên ngày hôm nay cụ Maria của chúng ta đây đã lìa linh hồn, đã lìa khỏi xác trở về với Thiên Chúa. Vậy linh hồn này cần có lòng thương xót của Thiên Chúa, nhất là có thánh lễ để cầu nguyện, để xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Giống như các ông các bà bên Tôn giáo bạn thì thường dùng những đồng tiền hay là những con vật này, con vật kia để dâng cho người đã chết. Nhưng đối với Công giáo chúng tôi thì cái thánh lễ là cái chính Chúa Giêsu đã chuộc tội thay cho những người là con chiên của Ngài, để đổi tẩy trừ với Ngài những cái lầm lỗi, yếu đuối và thiếu sót. Chia sẻ thêm với cộng đoàn về cái giá trị thiên thánh của con người chúng ta. Ngày xưa vài chục năm trước, chúng ta từng nghe nói đến Phan Thị Bích Hằng hay là những nhà ngoại cảm có thể tìm được, nhìn thấy một anh hùng liệt sĩ của chúng ta chết ở chỗ này, chỗ kia, ở trong rừng, trong lũ hàng trăm năm trước. Thế mà nhà ngoại cảm đã tìm thấy nơi đó có một người đã nằm, đã chết ở đó vài chục năm, và đào lên đã tìm về được người thân của mình. Còn đối với con vật thì không bao giờ, có thể là những con hóa thạch cách đây nghìn năm, không thấy một nhà ngoại cảm nào nói rằng dưới này có một con vật đã hóa thành tại đây. Không có điều đấy, để nói đến sự trang trọng, nói đến sự hiếu kính, hay nói đến sự thiên thánh của một con người, cho dù còn sống hay đã qua đời. Nên đối với người Công giáo, đối với người qua đời, luôn luôn phải quan tâm đối với mộ mả, quan tâm đối với thân xác người đã chết, cho dù cái thân xác đó là như thế nào. Còn đặc biệt đối với người Công giáo của tin, những người cho dù là ốm đau, bệnh tật, cho dù họ là khuyết tật hay điều này điều kia, giáo hội vẫn tôn trọng họ vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, vì họ là hiện thân của Thiên Chúa, để những người Công giáo phải biết quan tâm và chăm sóc đối với họ. Để đối với người Công giáo không bao giờ được việc tự tử, ăn tự tử và trợ tử. Vậy thưa cộng đoàn, ngày hôm nay toàn thể cộng đoàn chúng ta đến đây, đặc biệt là bà con trong thôn của chúng ta đây, tiến đưa bà cụ Maria của chúng con trong cái thánh lễ mà rất là trang trọng trang nghiêm này, có lên một lòng hiếu kính, có lên một lòng biết ơn, có lên một chia sẻ, có lên một cái tình cảm dành cho nhau. Và con rất cảm phục tất cả các ông của bà ấy đã dành cho bà cụ, vì bà cụ theo đạo Công giáo nên mọi người đã hy sinh giờ giấc, hy sinh thời gian rất là dài, cả một tiếng đồng hồ, cũng như đưa từ trong gia tăng ra đến đây một thời gian rất dài, để nói lên cái sự quan tâm, nói lên lòng hy sinh của cộng đoàn đối với bà cụ. Chắc chắn bà cụ về với tổ tiên, về với Thiên Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của tất cả mọi người, của con cháu đã dành cho bà cụ, và chắc chắn bà cụ rất là vui vì 100 năm sống bên mọi người, đã mọi người đã dành cho bà cụ cái tình cảm đấy. Và xin cộng đoàn, đặc biệt là mỗi người, tiếp tục nhớ đến bà cụ trong cái ân nghĩa, ân phúc, cái giá trị bà cụ đã để lại, đặc biệt trong thánh lễ ngày hôm nay. Bà cụ rất vui vì bà cụ được dâng thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ này, mà chính Chúa là Thiên Chúa trên bàn thờ sẽ chúc lành, chúc phúc, chỉ ơn bình an và chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta trong thôn làng của chúng ta đây, đặc biệt là những người con người cháu hôm nay tiến như bà cụ. Hãy ý thức được những cái giá trị bà cụ đã để lại để mình sống mạnh khỏe, sống bình an, sống có hạnh phúc, sống vui vẻ, thì đó là người con có hiếu, người cháu có hiếu đối với người đã khuất. Xin ơn của trời cao, con sẽ xin lên thánh lễ. Xin ơn của trời cao chúc lành cho toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là con cháu của quý cụ đây. Dù được như vậy, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết cho chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Hôm nay chúng ta gọi cụ Maria về với Chúa. Với phận người yếu đuối khi ở trần gian, cụ Maria cũng có những điều chưa chu toàn. Tin vào lòng Chúa thương xót, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Con muốn rằng con ở đâu thì những người cha ban cho con cũng ở đó với con. Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong hội thánh đã qua đời, đặc biệt là đấng bậc trong giáo phận đã âm thầm hy sinh làm việc phục vụ, thì hôm nay cũng được Chúa thương đưa về đoàn tụ với các thánh trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Và những ai đang sầu khổ, âu lo, chán trường, bế tắc, đặc biệt là các con cháu của cụ Maria, luôn có một trái tim nhạy cảm, biết nhìn mọi biến cố xảy ra trong đời bằng đôi mắt đức tin và lòng yêu mến, để luôn sống lạc quan, tin tưởng và tràn đầy hy vọng. Chúng con cầu oh.
Chúa, chúng con dâng lễ tế này trong ngày tam táng cùng Maria, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người quá cố, những vì yếu đuối lỡ lầm mà tôi tớ Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo biết các thiên thần thờ lại quy linh Chúa muôn đời hoan hỷ chúc tôn nhau, xin cho chúng con được đồng thanh với các đài mà hân hoan xin xin lòng. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống tái và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa.
xin cho em thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vài trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa yêu thương và theo thể thức người dạy chúng ta ra
Nay Chúa là đấng cầm quyền, xin từ giờ đến lễ chúng con dâng xin cho người con của Chúa là cụ Maria hôm nay đã liều cõi thế, được máu Thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong khi thi hành nhiệm vụ trong các thi hành này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta đài xin Chúa cho thi hài tôn tớ Chúa là cụ Maria mà chúng ta đang trôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôn tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là cụ Maria được cứu độ và giải thoát khỏi hành phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng ở trong chiên lành ôm vào lòng và đưa vào đoàn tù với vua muôn đời để hắn được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy Thank you.
nghĩa trang để cùng nghỉ cuối cùng. Cảm ơn chị cũng như cảm ơn kèm giáo hò đã đồng hành với cộng đoàn chúng con và người cuối cùng Maria. Xin chân thành cảm ơn đại gia đình vì là con về đây được gần 2 năm khi bắt đầu có bước chân về giáo xứ buổi lễ này thì được đến đồng hành với bà trong vòng bài bí tiết xin dầu mà con nghe lúc đầu là cụ rất là yếu nhưng khi xin dầu xong thì cụ đã khỏe trở lại và con nghe các bạn bên đấy bảo không biết con đi cùng là có cái dầu gì không biết con được là khỏe lại ngay đấy thì chúng con không phải cái dầu gì cả đấy là chỉ có xin ơn của trời cao chúc lành. Cũng thay lẽ vừa rồi cho con của dân đó cũng là xin ơn chúc lành của chú chúc lành của trời cao đặc biệt đón nhận đấy và cụ Maria và sau đó 2 lần thì gia đình của ngài xin cha cũng tổ chức này cho bà cụ để bà cụ mà vượt qua được trong cái thời gian được chứng cưới cháu và bệnh viện đã trở về nhà được rồi không còn làm gì được nữa nhưng con cũng đến và cái lá thất bại của chú và để cho cô đó nhận mình nó với chú và cô đã rất là thành công và những ngày hôm nay chúa được cùng về con tin là cùng rất là vui và xin chúa và kiệt xin cùng tiếp tục chúc tài và toàn thể con cháu với gia đình và giờ này xin mời được lại cho thôn xóm của chúng ta để có được tài liệu phước chi tiêu cho khu sau đó cho con cùng đưa cùng ra đi trang để nghe và hồi cảm của nó mọi người ta. Và lễ kính đưa cụ Trần Thị Bé ban tổ chức chúng ta xin trân trọng kính mời cán bộ và nhân dân thôn Tân Dân chúng ta trở về thánh đường để làm lễ viếng cùng Trần Thị Bé xin trân trọng kính mời. Mọi người đã vào thánh đường chúng ta cùng đứng dậy để làm lễ viếng và lễ truy điệu cụ Trần Thị Bé. Cụ Trần Thị Bé hôm nay cùng về cùng dân chúa ban công tác hoạt động thôn Tân Dân cán bộ và nhân dân thôn Tân Dân cùng chi hội người cao tuổi thôn Tân Dân trở về gia đình trở về thánh đường để làm lễ viếng cụ. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Huy thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Tân Dân lên đặt vòng hoa viếng xin trân trọng kính mời. Ông Mạnh Cường thay mặt cho chi hội người cao tuổi lên đặt vòng hoa viếng xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thân Cần trưởng ban công tác mặt trận thôn đồng chí Nguyễn Thị Huy thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn, ông Nguyễn Mạnh Thường thay mặt cho chi hội người cao tuổi lên đầu thắp nhang tưởng niệm.
các bà, sau đây là lễ truy điệu cụ Trần Thị Quý Án. Kính thưa các cấp lãnh đạo đảng chính quyền từ xã Sơn Thôn, kính thưa linh mục giáo chúng cùng đến cùng hội đồng giáo mục, kính thưa quý khách thập phương gia đình, thưa các cụ ông các cụ bà, các ông các bà cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang chủ, vào buổi sáng ngày hôm qua, ban công tác mặt trận thôn Tân Sơn, cán bộ và nhân dân thôn Tân Sơn cùng họ giáo Tân Sơn vô cùng xúc động, lật động, kinh buồn. Cụ Trần Thị Quý Án tên thường gọi là cụ Rút, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1923, sinh quán thôn Đồng Phú, xã Đông Đô, huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình. Chú quán xóm Mai, thôn Tân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình. Cụ là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nông dân, thành viên hợp tác xã nông nghiệp và là thành viên họ giáo Tân Sơn. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã về cùng Chúa và hồi 2 giờ 5 phút ngày 18 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 100 tuổi. Thưa toàn thể nhân dân, cụ Trần Thị Quý Án sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần túy. Vợ con nhỏ cụ được gia đình nuôi dưỡng trưởng thành, cụ về xây dựng với cụ ông ở xóm một thôn Tân Sơn. Cụ sinh được 5 người con, 1 trai, 4 gái. Các quan cụ nay đã lên về gia thất. Bản thân cụ sinh ra trong thời loạn lạc dưới chế độ cướp bóc của quân thù và kẻ lũ tay sai bát nước. Chúng muốn nhân dân ta làm tha khổ cực, chiêu cao thuế nặng, người dân cực khổ trong đường, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không được học hành. Từ ngày có đảng dẫn đường chỉ lối, đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh đạo kẻ thù, đem lại tự do cho nhân dân. Nghe theo kết quả của đảng, cụ đã vào hợp tác xã cải cách thuận đất, xây dựng hợp tác xã từ cấp thấp đến cấp cao. Cụ tích cực cùng bà con trong thôn trong xóm lao động cần cù chịu thương chịu khó, làm ra hạt lúa củ khoai nuôi sống bản thân, đóng góp ra chiến trường nuôi quân đánh giặc. Đó là một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến thắng quân thù ngày đó. Thưa toàn thể nhân dân, thưa quý khách thập phương, cùng toàn thể nhân dân, cụ Trần Thị Quý Án là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nông dân, thành viên họ giáo Tân Sơn. Cụ hiền hòa sống chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời nhà đạo, đoàn kết với xóm đảng, xây dựng họ giáo. Đối với gia đình, cụ là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần để các con trai cái lâu để cháu rất nơi trong và được các quan các cháu các chất quý mến. Thưa hương hồn cụ, nhìn lại một thế kỷ qua, cụ đã chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, từ đói nghèo là từ đói nghèo nay đã ấm, từ lạc hậu nay đã văn minh, với đúng là sinh thời chọn nghĩa tình dân đảng, nay sắp về nhận nghĩa với xóm thôn. Hôm nay cụ về cùng tên Chúa, Âu là quy luật của tạo hóa. Như cụ ơi, sống là gửi, khác là về. Cụ nên thuyết đàn cùng Chúa để làm niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, các con, các cháu, các cháu, cho họ giáo Tân Sơn nỗi niềm nhương nhương. Thế là thì còn một chút ít thời gian nữa là cụ sẽ xa rời tận thế và về với Chúa. Thế là từ nay cán bộ và nhân dân trong thôn mất đi một công dân tốt, họ hàng nội ngoại họ giáo Tân Sơn mất đi một thành viên gương mẫu nhiệt tình, gia đình các con các cháu các chất mất đi người mẹ người bà người cụ kính yêu. Hôm nay cụ về, cụ lên thiên đàng cùng Chúa, chúng tôi ban công tác mặt trận cùng cán bộ và nhân dân trong thôn tề nhị về đây có vòng hoa tăng nhiều màu sắc thể hiện nghĩa tình, thắp tuần hương thơm dâng lên linh hồn cụ, mong cụ trên thiên đàng đón nhận tình cảm chân thành này của chúng tôi. Thưa toàn thể gia quyến, sự mất mát lớn lao này tôi mong gia đình nén đau thương tích cực tham gia lao động sản xuất để cùng toàn đảng toàn dân trong xã trong thôn xây dựng cuộc sống ngày thêm tươi đẹp hơn. Trước lúc đi qua sau giờ đi được, tôi đề nghị toàn thể các quý vị có mặt trong thánh đường
một phút trợ vụ, một phút quỳnh viện bắt đầu. Xin được cảm ơn. Kính thưa linh hồn của quý vị,
Con thay mặt cho đại gia đình, các con các cháu xin được kính biệt cụ lần cuối và đời đời chúng con sẽ ghi ơn công lao sinh thành của người cụ. Một lần cuối chúng con xin bước đầu kính biệt cụ. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của đại diện gia đình. Sau đây là lễ tiễn đưa cụ Trần Thị Bé từ đội nhạc tạm đội kẻ đông.
cùng của chúng ta và chúng ta cùng sẽ được trưởng công đoàn Chúa, đặc biệt là với người Công giáo tin rằng cùng sẽ được trở phục sinh của sống lại và ơn Chúa và xin Chúa phúc lành cho. Chúa cùng anh chị em, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin bằng kèn chúng ta cùng một bài để tiếng thưa nhạc cụ của chúng ta và nơi ngôi nhà mới của cụ sẽ được ở nơi đây. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là cụ Maria đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa, vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ thiên các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu xoay trên linh hồn Maria. Xin thành lời cho cụ Maria, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con đã đồng hành với cụ trong suốt những ngày qua, đặc biệt là từ sáng đến giờ. Con cũng rất là cảm kích cái tinh thần, cái tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau khi sống cũng như khi chết. Nhất là cái giá trị mà các cụ ông bà đã hiện diện trong suốt từ sáng đến giờ cả một nửa buổi. Nói lên cái lòng biết ơn, nói lên lòng chân thành, nói lên cái tình yêu thương con người với nhau. Và chắc chắn ai cũng ra đi cũng đôi khi trong lòng cũng có thể rưng rưng nước mắt vì tiếc thương người, thương người đã qua đi. Nhưng chắc chắn người ra đi cảm thấy hạnh phúc vì mọi người đã dành cho tình cảm đó. Còn thay lời cho bà cô cũng như đại gia đình, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con lối xóm và tất cả mọi người đã đồng hành với cô của chúng con đây. Xin ơn lành của Chúa chúc lành cho toàn thể mọi người trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt tổ chức cho cùng về hưởng xuân nhan Chúa. Xin phục vụ cầu nguyện cho chúng con là linh mục, cho anh chị em chúng con là những người giáo dân nơi giáo họ Tân Sơn cũng như là giáo họ Ngọc Liễn. Hôm nay có văn kèn giáo sư Minh Đình đã có văn kèn với, đã rất nhiệt tình với cộng đoàn, đặc biệt với bà cụ của chúng ta đây. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được nên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Và xin gia đình chúng ta hãy được cho bà cụ của chúng ta. Một giây đây. Hai người nhé. Một giây đây.